Xin kính chào quý phụ huynh, cô chào các con học sinh lớp 1. Cô rất vui khi được gặp lại các con. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con học tiếng Việt 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 71, vần ước và vần ước. Để học tốt bài học này, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bản con, phấn, bông lau bảng, vỡ ô ly và bút mực các con nhé. Rất mong được sự đồng hành và giúp đỡ của phụ huynh học sinh để tiết học của các con đạt hiệu quả cao. Cô nghĩ rằng các con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào tiết học nhé. Cô giới thiệu với con, đây là trang sách hôm nay các con sẽ học. Cô có một bức tranh, các con hãy quan sát tranh và nói cho cô biết con nhìn thấy gì trong bức tranh này cô mời các con con thưa cô con thấy có bạn hà và một bạn đang lướt ván à cô cũng thấy là có bạn hà có một bạn đang lướt ván bạn hà ước mình được lướt ván giống như bạn vậy các con với nội dung bức tranh như vậy cô có câu hà ước được lướt, sóng, biển. Các con nghe cô đọc lại. Hà, ước, được, lướt, sóng, biển. Cô mời các con đọc lại nhé. Hà, ước, được, lướt, sóng, biển. Câu này trong tiếng ước và tiếng được có vần ước. Trong tiếng lướt có vần ước. Bài mới hôm nay cô dạy các con đó là bài 71. Vần ước và vần ước. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các con học vần ước. Các con nghe cô đánh vần. Ư, ừ, ơ, cờ, ước. Ư, ừ, ơ, cờ, ước. Cô mời các con đọc lại. Ư, ừ, ơ, cờ, ước các con nghe cô đọc trên ước ừ. ước ừ. cô mời các con đọc lại ước ừ. tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con học phần ước các con nghe cô đánh vần ư ừ, ơ tờ ước ư ừ, ơ tờ ước cô mời các con đọc lại ư ừ, ơ tờ ước các con nghe cô đọc trơn ước ước cô mời các con đọc lại ước các con hãy quan sát vần ư ơ cờ ước và vần ư ơ tờ ước nói cho cô biết điểm giống nhau và khác nhau giữa hai vần này là gì nhé các con cô mời các con con thưa cô điểm giống nhau là cả hai vần đều có ư ơ đứng trước khác nhau vần ư ơ cờ ước có âm cờ đứng sau vần ư ơ tờ ước có âm tờ đứng sau à, cô cũng đồng ý với con cô cũng thấy là điểm giống nhau giữa hai vần này là đều có ư ơ đứng trước điểm khác nhau đó là vần ư ơ cờ ước có âm cờ đứng sau. Vần ư ơ tờ ước, có âm tờ đứng sau. Với vần ư ơ cờ ước, tiếng mới hôm nay cô dạy cho các con, đó là tiếng được. Các con hãy nghe cô phân tích tiếng được. Trong tiếng được, có âm đờ đứng trước, vần ước đứng sau, dấu nặng dưới âm ơ. Các con nghe cô đánh vần và đọc trơn nhé. Đờ ước đước nặng được được đờ ước đước nặng được được cô mời các con đọc lại đờ ước đước nặng được được cô vừa hướng dẫn các con học vần ước vần ước và tiếng được tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con cài bản tiếng được nhé các con chú ý quan sát từ bộ chữ thực hành các con lấy và cài âm đờ. Tiếp theo các con lấy và cài âm ư phía sau âm đờ. Kế tiếp các con lấy và cài âm ơ phía sau âm ư. Kế tiếp các con lấy và cài âm cờ phía sau âm ơ. Cuối cùng các con lấy và cài dấu nặng dưới âm ơ. Như vậy là chúng ta đã cài được tiếng được rồi đó các con. Các con nghe cô đọc lại nhé. Được. 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 Cô vừa hướng dẫn các con cài bản tiếng được. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con học một số tiếng mới có chứa vần ư ơ cờ ước và ư ơ tờ ước nhé. Các con chú ý quan sát. Cô có bốn tiếng. Bước, lượt, ngược nước điểm giống nhau giữa bốn tiếng này là gì các con à điểm giống nhau giữa bốn tiếng này là đều có vần ước đứng sau các con nghe cô đánh vần và đọc trơn nhé bờ ước bước sắc bước bước lờ ước lướt nặng lượt lượt ngờ ướt ngước nặng ngược ngược n ước nước sắc nước nước b ước bước sắc bước bước l ước lướt nặng lượt lượt ngờ ước ngước nặng ngược ngược n ước nước, sắc, nước, nước. Cô mời các con đọc lại giúp cô nhé. Lờ à, ước bước sắc bước, bước, lờ ước lướt nặng lược lược ngờ ước nước nặng ngược, ngược, nờ ước nước sắc nước, nước. Tiếp theo cô có bốn tiếng. Lướt, lược mướt, mượt. Điểm giống nhau giữa bốn tiếng này là gì các con? À, đó là cả bốn tiếng đều có vần ước đứng sau. Các con nghe cô đánh vần và đọc trơn nhé. L ướt lướt sắt lướt lướt L ướt lướt nặng lượt lượt M ướt mướt sắt mướt mướt, mờ ướt, mướt nặng mượt, mượt, lờ ướt lướt sắc lướt, lướt, lờ ướt lướt nặng lược, lược, mờ ướt mướt sắc mướt, mướt, mờ ướt mướt nặng mượt, mượt. Cô mời các con đọc lại nhé. Lờ ước lướt sắc lướt, lướt, lờ ước lướt nặng lượt, lượt, mờ ướt mướt sắt mướt, mướt, mờ ướt mướt nặng mượt, mượt. Cô sẽ hướng dẫn các con đọc lại cả 8 tiếng này nhé. Bước, lượt, ngược, nước, lướt, lượt, lượt mướt, mượt. Cô mời các con đọc lại. nước, lượt, ngược, nước, lướt, lượt, lượt mướt, mượt. Cô vừa hướng dẫn các con học tiếng mới. Tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con học một số từ mới. Các con chú ý quan sát. Cô có tranh, cô giới thiệu với con, đây là tranh vẽ thước kẻ đó các con. Từ mới cô dạy cho các con đó là từ thước kẻ. Các con nghe cô đánh vần và đọc trơn. Thờ, ước, thước, sắc, thước, K, e, ke, hỏi kẻ, thước, kẻ. Thờ, ước, thước, sắc, thước, K, e, ke hỏi kẻ thước kẻ cô mời các con đọc lại giúp cô thờ ước thước sắc thước ca ke hỏi kẻ thước kẻ tiếp theo cô có bức tranh cô giới thiệu với các con tranh này vẽ cô dược sĩ đó các con cô đang lấy thuốc theo to từ mới tiếp theo cô dạy các con đó là từ dược sĩ các con nghe cô đánh vần và đọc trơn giờ ước dước nặng dược sờ y si ngã sĩ dược sĩ giờ ước dước nặng dược sờ y si ngã sĩ dược sĩ cô mời các con đọc lại giờ ước dước nặng dược sờ y si ngã sĩ dược sĩ tiếp theo cô có tranh Cô giới thiệu với các con tranh này vẽ người này đang lướt ván đó các con. Từ mới tiếp theo cô dạy các con đó là từ lướt ván. Các con nghe cô đánh vần và đọc trơn. L ước lướt sắc lướt. V an vang sắc ván lướt ván. L ước lướt sắc lướt. V an vang sắc Ván, lướt, ván. Cô mời các con đọc lại. Là ướt, ướt, sắc, ướt. vờ an, vang, sắc, ván, lướt, ván. Cô vừa hướng dẫn các con học một số từ mới. Tiếp theo đây, cô sẽ hướng dẫn các con đọc lại cả bài nhé. Các con chú ý quan sát. Ướt, ướt. Đờ, ướt, đước, nặng, được, được. Bước. Lược, ngược, nước, lướt, lượt, mướt, mượt, thước kẻ, dược sĩ, lướt ván. Các con hãy nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Ước, ước, đờ, ước, đước, nặng, được, được, bước lượt ngược nước lướt lượt mướt mượt thước kẻ dược sĩ lướt ván cô mời các con đọc lại giúp cô nhé Ứ, Ước, ướt đờ ước đước nặng được được bước lượt ngược nước lướt lượt muốt mượt thuốc kẻ dược sĩ lướt ván cô vừa hướng dẫn các con đọc lại cả bài tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ước, chữ ước, chữ thước kẻ và chữ lướt ván vào bản con nhé các con ạ, à, ở những tiết học trước cô đã hướng dẫn các con viết theo cỡ chữ vừa. Tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con viết theo cỡ chữ nhỏ. Các con hãy quan sát thật là kỹ những chữ cô hướng dẫn các con viết nhé. Và các con nhớ viết bằng bút mực nhé các con. Trước tiên cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ước. Để viết chữ ước, đầu tiên các con viết con chữ ư độ cao 1 ô ly. Tiếp theo các con viết con chữ ơ cao một ô ly. Các con viết con chữ cờ cao một ô ly. Để viết chữ ước, trước tiên các con viết con chữ ư cao một ô ly. Các con viết con chữ ơ cao một ô ly, nói liền với con chữ tờ cao một ô ly rưỡi. Để viết chữ thước kẻ, Đầu tiên các con với con chữ tờ cao 1 ô ly rưỡi, nói liền với con chữ hờ cao 2 ô ly rưỡi. Các con viết nói liền với con chữ ư cao 1 ô ly. Các con viết con chữ ơ cao 1 ô ly. Các con viết con chữ cờ cao 1 ô ly. Cuối cùng các con viết dấu sắc trên con chữ ơ để được chữ thước. Để viết chữ kẻ, đầu tiên các con viết con chữ ca cao 2 ô ly rưỡi. Các con viết nói liền với con chữ E cao 1 ô ly. Cuối cùng các con viết dấu hỏi trên con chữ E để được chữ trẻ. Để viết chữ lướt ván, đầu tiên các con viết con chữ L cao 2 ô ly rưỡi. Các con viết nói liền với con chữ Ư cao 1 ô ly. Các con viết nói Các con viết con chữ Ư, e, cao 1 ô ly, nối liền với con chữ T, cao 1 ô ly rưỡi. Cuối cùng viết dấu sắc trên con chữ Ư e để được chữ lướt. Để viết chữ ván đầu tiên viết con chữ V cao 1 ô ly. Các con viết con chữ A cao 1 ô ly. Các con viết nối liền với con chữ N cao 1 ô ly. Cuối cùng các con viết dấu sắc trên con chữ A để được chữ ván. Cô vừa hướng dẫn các con viết chữ ước, chữ ước, chữ thước kẻ và chữ lướt ván vào bảng con. Tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con viết lại những chữ này vào vỡ 5 ô ly. Các con chú ý quan sát nhé. Cô vừa hướng dẫn các con viết chữ ước, chữ ướt, chữ thước kẻ và chữ lướt ván và vở năm ô ly. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành tiết học rồi đó các con. Ở nhà các con nhớ mở sách giáo khoa ra, học lại bài 71, vần ước, vần ướt. Các con đừng quên luyện viết và bản con và vở năm ô ly cho thật là đúng, đẹp và nhanh những chữ cô đã hướng dẫn các con viết nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi cô chào tạm biệt tất cả các con